Vâng, em xin chào các anh. Xin chào mừng các anh trở lại với kênh của Nguyên Vũ Audio. Và hôm nay thì em tiếp tục em lên cho các bác thêm một cái con âm đi size 25 của Denon. Dòng âm đi rất nổi tiếng. Nó chỉ là size 25 thôi, nhưng mà nó sử dụng ghép các dòng loa Buxa Bass 20 thoải mái luôn các anh nhé. Con này là con Denon. Có mã là con PMA 705N nhé. PMA 705N. Đấy, dòng âm đi cao cấp các bác thấy này. Cái chữ của nó cũng jean, nó cũng rất là màu mè, rất là hoa Mỹ đúng không ạ? PMA thì phải viết hoa kiểu vòng vèo chứ nó không phải viết thẳng nhé. Rất là chất đúng không? PMA 705N. Âm đi về hình thức còn rất là đẹp này các anh này. Đấy nhá. Đấy, hình thức còn đẹp nhá. Đấy. Con âm ly này có công suất là 125W đến 100V các bác nhá. Đấy. Một con âm ly bé này thôi nhưng mà công suất nó tương đương một con âm ly size 43 luôn rồi. Đấy. Đấy. Những cái loại loa bass 27 mà công suất khoảng 80W trở khoảng 8 ohm như cái con Technic này em quánh vẫn rất là căng tiếng luôn. Đấy. Đấy, tép tiếc nó chạy thì bình thường nha. Đấy, âm ly có cả mạch nao nớt luôn này. Đấy, tăng cường bass lên nhá. Hai bên âm đi được có tiếng bình thường các anh nhé. Đấy. Con này thì tiếng cực kỳ chất rồi. Nhá, thì đấy là Denon 705N các bác nhá. Âm này thì tiếng cực kỳ phê luôn. Xong mà dòng cao cấp của Denon các bác nhá. Nếu các bác mua một cái combo 705N kết hợp thêm với cả một đôi loa 727R cái thứ của nó nhá, nó lên tới tận hơn 20 triệu luôn. Đấy, con âm đi này này. Đấy nhá. Tuy nhiên thì con này thì em bán giá nó cũng vừa phải thôi. Đấy, nhưng con này bình thường ra nó khoảng tầm 6 triệu một con hàng đẹp như này, nhưng mà hôm nay em bán xả nhanh, con này là 4.200.000 nhá. Bác nào đang có nhu cầu mua con âm đi này alo em nhé. Đấy, để nông 705N giá là 4.200.000 đồng nhé các bác nhé. Vâng, em xin kết thúc video ở đây và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo bên em nhé. Vâng, xin chào các bác ạ. Vâng.